Mỹ không phải là quốc gia duy nhất sử dụng vệ tinh GPS để dẫn đường cho các cuộc tấn công chính xác bằng bom. Nga đã chuyển đổi các quả bom trọng lực loại JDAM thành vũ khí dẫn đường chính xác. Bom lượn của không quân Nga đã góp phần quan trọng trong chiến dịch ở Ukraine, khiến cho thế lực Ukraine phải đối mặt với mối đe dọa không nhỏ. Các loại vũ khí như Pháp 500 và UPAB 1500, sau đó được người Ukraine gọi là KAB, đã trở thành tâm điểm quan tâm của truyền thông phương Tây. Những quả bom lượn khổng lồ này có khả năng mang đầu đạn nặng tới 2.000 pao, đang tạo ra thách thức đáng gờm đối với lực lượng phòng không Ukraine. Phi công Nga có thể thả chúng từ xa nhưng vẫn duy trì khả năng tấn công chính xác. Sự sử dụng hiệu quả của những quả bom lượn đã được cả quân đội Nga và Ukraine xác nhận. Những quả bom này đã đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn cuộc phản công của Ukraine, làm chậm bước tiến của họ và khiến họ mất nhiều tháng để tiến về phía nam. Theo Alexei Leonkov, một nhà phân tích quân sự và biên tập viên tại Arsenal Otechesva, những loại vũ khí này không chỉ hiệu quả mà còn khiến đối phương sợ hãi. Các hệ thống phòng không mà Ukraine nhận từ các nước NATO không thể đảm bảo an toàn trước loại vũ khí này vì bom lượn không phát tín hiệu, chúng bay theo quỹ đạo lượn. Những quả bom lượn này được tạo ra từ bom thông thường bằng cách thêm thiết bị đặc biệt, được gọi là đôi cánh. Có loại bom có khả năng điều chỉnh, với đầu đạn nặng 500 hoặc 1.500 kg. Loại bom dẫn đường đang chứng minh sự hiệu quả ấn tượng trong việc đối phó với các mục tiêu chiến thuật ở Ukraine. Được sử dụng ở những khu vực có mục tiêu kiên cố như công sự và ở những nơi trong, vùng sáng, nơi kẻ thù tập trung nhằm tiếp cận tuyến phòng thủ đầu tiên của chúng ta. Không có cách nào có thể ngăn chặn loại đạn này. Chúng tấn công mục tiêu với độ chính xác gần tuyệt đối, làm cho việc đối phó trở nên vô cùng khó khăn. Hiện các hệ thống phòng không của phương Tây và Kiev không có khả năng xác định và tiêu diệt chúng. Điều này đặt Nga ở một vị trí ưu thế trong cuộc xung đột. Alexei Leonkov, một chuyên gia quân sự, đã giải thích cách hoạt động của bom dẫn đường một cách chi tiết. Theo ông, chúng thậm chí còn chính xác hơn cả JDAM của Mỹ, đánh bại mục tiêu với độ hiệu quả cao hơn. Đây là quả bom dẫn đường, được sử dụng để tấn công các vị trí quân sự ở Ukraine. Phiên bản nâng cấp của bom tự do thông thường, chúng đã được bổ sung cơ chế để biến chúng thành đạn có khả năng bay từ 30 đến 50 km và tấn công chính xác hơn rất nhiều vào mục tiêu. Điều này đã tạo ra sự đột phá quan trọng trong chiến lược quân sự của Nga. Leonkov lưu ý rằng việc chuyển đổi bom không dẫn đường thành đạn dẫn đường đã giúp tiết kiệm lớn, vì bom dẫn đường có chi phí cao hơn và Pháp 500 vẫn tấn công chính xác nhờ máy tính SVP-24 tự động điều chỉnh đường bay. Trong hiện tại, Nga có một loại bom lượn đặc biệt gọi là UPAB-1500B. Đây là quả bom dẫn đường trên không nặng 1,5 tấn. Được sản xuất bởi công ty Raytheon, một đơn vị của tập đoàn vũ khí tên lửa chiến thuật. So với đạn dẫn đường của Mỹ, chúng khác nhau về giá cả và độ chính xác khi sử dụng. Điều này đang tạo nên sự ưu thế quan trọng trong cuộc xung đột ở Ukraine.